Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay và ngày mai, không khí lạnh suy yếu dần và di chuyển ra phía đông. Do vậy, thời tiết phổ biến vào đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, kèm theo đó là hiện tượng sương mù rải rác. Mưa tập trung nhiều ở khu vực vùng núi phía đông bắc bộ nên phần nào ảnh hưởng tới quá trình lưu thông của quý vị. Do đó, quý vị cần chú ý khi lưu thông trên đường. Nên nhiệt độ không tăng cao, chỉ duy trì ở mức là từ 18 cho tới 22 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ ban ngày ở mức cao hơn, cao nhất trong khoảng là từ 24 cho tới 26 độ. Sang đến ngày 1 tháng 2, quá trình tăng nhiệt diễn ra nhanh hơn, đêm và sáng trời rét nhẹ, còn ban ngày ấm áp. Thủ đô Hà Nội hôm nay cũng có sương mù và mưa nhỏ xuất hiện nhiều vào sáng và đêm. Trưa chiều nay tạnh giáo, hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 22 độ. Tối và đêm không mưa, trời rét trở lại, thấp nhất về đêm trong khoảng là 15 độ. Đối với khu vực Trung Bộ trong 2 ngày tới, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Phú Yên, mưa vẫn có thể xảy ra nhưng lượng chỉ phổ biến dưới ngưỡng 5 mm và thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Các nơi khác thuộc Trung Bộ phổ biến ít mưa, trong đó khu vực Nam Trung Bộ ngày có nắng. Từ ngày 1 tháng 2 khi mà các hệ thống gây mưa suy yếu thì mưa sẽ giảm còn diện vài nơi, ban ngày trời nắng nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng trở lại. Đến với thành phố Đà Nẵng, hôm nay trời vẫn còn mưa rào rải rác trong ngày, nắng chỉ xuất hiện gián đoạn. Nhiệt độ trưa chiều vẫn ổn định so với 24 giờ trước đó, ở mức 25 độ. Về tối và đêm trời se lạnh với mức nhiệt giảm về ngưỡng từ 20 đến 21 độ. Phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong cả 3 ngày tới đều không mưa, ngày trời nắng nhiều và sương mù nhẹ xuất hiện vào đêm và sáng, với mật độ sương mù dày hơn ở vùng cao Tây Nguyên. Nhiệt độ ban ngày tại đây phổ biến trong khoảng từ 27 cho tới 30 độ, còn tại khu vực Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa chiều nay trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ngày ở mức 32 độ. Về ban đêm nhiệt độ giảm xuống ngưỡng từ 23 đến 24 độ, thời tiết mát mẻ. Sau chuỗi ngày liên tục ảnh hưởng đến nước ta, khối không khí lạnh đã bước vào giai đoạn suy yếu, gió trên các vùng biển đang giảm cấp nhanh. Ở khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cường độ gió Đông Bắc giảm còn ở mức cấp 4, cấp 5 và không còn xảy ra tình trạng biển động. Trong khi đó, ở khu vực giữa và Nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió Đông Bắc cũng giảm xuống còn ở mức cấp 5. Tuy nhiên, do sóng biển vẫn cao trên 2 mét nên tình trạng biển động vẫn còn duy trì nốt trong đêm nay và ngày mai. Đến với thời tiết trên các tuyến hải trình ra vào đảo, không khí lạnh có cường độ yếu nên khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đến đảo Bạch Long Vĩ, trong đêm nay và ngày mai, gió đông đến đông nam ở đây còn giảm mức cấp 3 đến cấp 4. Điều đáng lưu ý nhất đó là tình trạng sương mù tái xuất hiện vào sáng sớm, làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 1 km trong sương mù. Các tàu thuyền hoạt động trên tuyến hải trình này cần chú ý đề phòng trong khoảng thời gian từ 4 cho tới 7 giờ sáng. Trên khu vực biển từ Quảng Ngãi trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra Lý Sơn, cường độ gió Đông Bắc cũng chỉ ở mức cấp 4 đến cấp 5. Với mức gió như vậy, cộng thêm trời không có mưa nên việc lưu thông hàng hải, khai thác ngư trường trên hầu khắp các vùng biển miền Trung sẽ diễn ra bình thường. Khu vực từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Trong đêm nay, ở đây gió Đông Bắc vẫn còn có lúc mạnh ở mức cấp 6, sang đến ngày mai thì mới giảm hẳn còn ở mức cấp 5. Tuy nhiên, sóng biển vẫn cao trên 2 mét, tình trạng biển động, vì thế vẫn còn duy trì tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ cần lưu ý. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc tiếp tục có chuỗi ngày thời tiết tốt. Gió hướng Đông Bắc cường độ yếu, trời tạnh giáo, sóng biển thấp, tầm nhìn trên 10 km, rất thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con trong những ngày cận Tết.